Chào mừng các bạn đã đến với kênh bảo hộ xe máy Yohizop. Trước mắt các bạn là mẫu xe Airblade 150. Thì anh khách ảnh chứa đồ khá nhiều nên cái cốp zin thì không thể phục vụ đủ chảnh, nên mình ảnh sẽ lên cái thùng phía sau. Và cái cản zin thì không thể lắp được thùng nha các bạn. Thì bên mình sẽ lên cái cản SR, thì là hãng Givi thiết kế dành riêng cho Airblade. Thì cái khung cản sẽ được làm bằng khung thép chịu lực và được sơn lớp tĩnh điện rất là đẹp. Và các mối hàn thì sẽ được tự động hóa bằng robot nên rất là đều, chắc và đẹp nha các bạn. Thì cái cản này có thể gắn được cho 125, 150. Và mỗi cái thùng sẽ có một cái đế đi kèm như thế này. Thì cái đế này thì mình sẽ bắt cố định vào cái baga, vào cái cản. Thì cái đế xây được giữ bằng 4 con ốc. Thì cái 4 con ốc này là loại ốc chống vặn nha các bạn, được cái hãng Givi làm riêng của hãng. Và khi các bạn dặn một đầu thì không có thể mở ra được nha các bạn. Các bạn phải giữ một đầu thì mới có thể dặn ra được, nên rất an toàn. Và cái cản SR này giá của nó hiện tại là 670k nha các bạn. Thì cái cản được nhập khẩu từ Givi Malaysia. Và cái thùng anh khách chọn sẽ là thùng E43 ADV. Thì các bạn hay bị lầm giữa cái 43 thường và 43 ADV. Thì cái điểm nhận biết của 43 ADV là bốn góc sẽ có bốn cái móc treo đồ, phía sau sẽ có cái phần tựa lưng bản to, và bên trong còn có một cái đế chống sốc và một cái lưới ràng đi theo. Thì cái thùng E43 ADV này giá của nó là 2.670.000 nha các bạn. Còn cái thùng E43 thường thì cũng giống y chang vậy, nhưng mà thiếu những cái công năng sử dụng kể trên, thì giá chỉ nó 1.410.000 thôi. Và cái combo thùng E43 ADV với lại cản SR là 3.340.000 nha các bạn. Bên mình sẽ miễn phí không lắp ráp. Nếu các bạn không có ưng cái mẫu thùng đó, hoặc có thể chọn những mẫu thùng nào thì các bạn thích. Ở shop thì có sẵn rất là nhiều mẫu thùng Givi chính hãng với nhiều mẫu mã thiết kế khác nhau. Thì tùy theo cái lựa chọn của các bạn, mẫu nào thì shop sẽ hỗ trợ lắp vào. Và shop cũng có sẵn mẫu thùng hông, nếu các bạn nào muốn lên 3 thùng cho Airblade cũng được luôn nha các bạn. Và các sản phẩm áo mưa bộ Givi và các sản phẩm mũ bảo hiểm 3/4 full face lập hàng của rất là nhiều thương hiệu như là Bulldog, Givi, LS2, KIT. Và mũ bảo hiểm bên shop đang có ưu đãi rất là nhiều. Các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng Yohizop số 165 Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, hoặc liên hệ qua số hotline 0985 795 792. Shop tư vấn gửi hàng đi cho các bạn. Shop cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi. Shop xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn.